cho cuốn theo cắm câu, cuốn sóc 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 phá câu mày. Cuốn dễ thương chưa, này cho nó đi cắm câu với mình luôn mọi người. Cuộc sống bây giờ lo đi làm mà có nó làm bạn cũng đỡ lắm, mình đi hôm đi đêm á, cho giờ nhỏ nhỏ mình cho đi cho nó quen luôn, là ít bữa nữa lớn là nó khỏe, nó bảo vệ lại mình. Giờ mình chăm sóc nó thì lớn nó bảo vệ lại mình, tại đi đêm đồ đêm hôm nhiều lúc rắn rít con này con kia vậy, nó có kèm theo nó cũng tốt, đồng hành có bạn ha, con ha, con con ha. Nó nhỏ xíu u nu à, nó lai cho Nhật, cho Nhật nha mọi người, cho Nhật, nhưng mà nó hình như nó mẹ nó lai cổ rồi mới ra nó sao á, nó lên lắm, nó vừa vừa mới bỏ bỏ chưa bỏ bú nữa là mình đem nó về cho nó ăn, dắt nó đi một chuyến thôi, tưởng là nó đi không được, ai ngờ lên đó mình cũng phải chăm sóc bảo vệ nó, cái thấy nó cũng ổn, giờ cho nó đi theo tiếp, cho đi cắm câu luôn. Mình cũng có làm cái kênh YouTube nghề câu đêm, bây giờ nó chung cái chủ đề ấy, thì mình làm không được cho nên mình quay nó một chút cho vui thôi. Dễ thương quá luôn, nó chịu khó dở lắm. Trời ơi, nó bò lên người luôn. Thôi để mình đi cắm câu đó cả nhà. Trời ơi anh đi về mệt coi anh nằm này. Chạy long quăng rớt xuống nước. Ôi, anh đi về mệt anh nằm này. Xíu xíu. Sao vậy mệt hả? Mệt anh nằm rồi. Ôi, anh đi về mệt quá nằm này. Tôi nghỉ chút xíu đi nữa nha, mới cắm được con nửa cành nè, còn nửa nữa nè, nghỉ xíu đi nữa nha, hay là ở lại dưới xe. Thôi anh mệt lắm rồi, anh đuối rồi, tội nghiệp chứ. Trời ơi ngủ. ngủ luôn rồi cả nhà ơi, xu rồi anh mệt anh thở này. Mệt lắm ha, để cho nó ngủ tí rồi đi cắm tiếp. Giờ nó leo lên trên nó nằm luôn rồi. Trời em đuối quá rồi sao á, leo lên trên nằm luôn. Dễ thương vậy. Trời ơi, ngủ rồi hả? Cũng ngủ rồi hả con? Ngủ luôn rồi. Sốc ngủ hả sốc? Đi nữa sóc à, đi tiếp à, sóc à, sóc sóc, đi nữa không, đi ha, sóc ơi, sóc, chị đi làm nào, xui trời anh mệt quá anh ngủ rồi, cho nằm tí nữa rồi đi tiếp.
xíu đi thăm cậu đổi ha. Đây nè, con mi đây nè. Lạc nữa đổi ba đi. Đi theo nào, đi theo nào, đi theo nào. Cây kìa. Cây kìa, cây kìa, cái nát cây đá. Dắt nó đi luôn mọi người. Dắt nó đi cắm câu. Dắt nó đi cắm câu mà đi xa quá nó mệt nằm tù vô này cả nha. Đi, dậy về con. Về nha. Đi về nhà nha. Trời ơi mệt hả? Tội chứ, ngủ luôn rồi. Để đem nó về mọi người ơi. Nó mệt rồi. À, tội quá, lần sau không dắt đi nữa nha. Ha. Hay là con buồn ngủ. Ăn rồi mà. Chắc là buồn ngủ rồi mọi người ơi. Mọi người trong chuyến hành trình tiếp theo xem. Nói chung giờ mình đi cặp với nó cho đến khi nó lớn luôn mọi người.